Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án. Thưa quý vị, một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với những mộng mơ về tương lai tươi đẹp cùng chàng người yêu là kỹ sư điển trai. Thế nhưng, oan nghiệt thay, chính người đàn ông tri thức này lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của cô và cả đứa con trong bụng của hai người. Cô gái trẻ bị chôn vùi vội vàng trong tấm chăn hoa mang theo sự thật và bóng tối suốt hơn 10 năm dài. Suốt quãng thời gian đó, hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, kết hôn và sinh con. Thế nhưng sự thật không thể bị chôn vùi mãi mãi, cho đến ngày người ta phát hiện ra bộ xương khô của cô gái trẻ đoản mệnh. Chi tiết vụ án này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cô đã được lựa chọn từ trước đó, nhưng để đảm bảo, nhóm kỹ sư vẫn tiến hành đo đạc lại. Từ đây, một vị kỹ sư trẻ quyết định thay đổi vào phút cuối. Thay vì theo kế hoạch ban đầu, nhóm kỹ sư đồng thuận theo vị kỹ sư trẻ kia, chọn vị trí dưới cụm lau lớn nhất bãi đất này, đặt cuốc động thổ, cũng chính là nơi họ vừa hóa vàng. Với hình thức tượng trưng, nhóm kỹ sư bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống đất để hoàn thành nghi thức động thổ. Đúng lúc này, toàn bộ hệ thống đèn cao áp phục vụ công trình gặp trục trặc, cả khu đất rộng lớn bất ngờ chìm vào bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại giữa cái lạnh đêm đông là bóng trăng bạc leo lét, lạnh lẽo. Sau ít phút khắc phục sự cố, các đèn điện chiếu sáng trở lại nên chiếc máy múc tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, chỉ sau ít gầu múc đất lên, các công nhân phát hiện có mảnh vải vướng vào gầu như một tấm chăn. Nhóm công nhân tiến đến gỡ mảnh vải ra thì giật bắn người vì phát hiện bên trong có những vật trắng như những đốt xương người. Cả nhóm công nhân vội xuống lại kiểm tra thì đúng là những mảnh xương người được quấn trong chiếc chăn đã mủn. Sự việc lập tức được các công nhân trình báo lên cơ quan công an, chính quyền địa phương. Nhận tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An lập tức phối hợp với công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nhiều người dân xã Nghi Phú hiện giờ canh tác trong khu đất của xí nghiệp 572 vẫn nhớ như in ngày phát hiện thi thể trong khu đất này. Trung tá Phan Văn Nhung, nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ, khi ra đến hiện trường thì bộ xương đã được bới ra một phần. Chúng tôi đưa bộ xương lên tấm bạt để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Đây là một bộ xương người hoàn chỉnh, nạn nhân còn trẻ tuổi. Xem xét kỹ hiện trường, cơ quan công an đã đặt ra nhiều nghi vấn về bộ xương người này. Liệu đây có phải là mộ do người dân an táng, hay là một nạn nhân bị sát hại và được giấu sơ sài trong chiếc chăn cũ? Qua tìm hiểu được biết, mảnh đất nơi phát hiện bộ xương người này trước đây thuộc của xí nghiệp xây dựng 572, xung quanh có hàng rào bao quanh. Bên trong là khu lán trại của công nhân sinh sống và làm việc. Khi xí nghiệp 572 giải thể, toàn bộ khu đất được giao về cho địa phương quản lý. Mãi đến năm 2004, chính quyền địa phương mới giao lại cho công ty 479 thi công. Vậy nên, khu đất này không thể xuất hiện mộ phần của người dân chôn cất được. Hơn nữa, nếu là mộ phần thì tại sao thi hài không được chôn cất cẩn thận trong quan tài mà lại quấn trong một chiếc chăn hoa và vùi đất sơ sài như đang ẩn giấu một sự thật nào đó? Tiến hành trưng cầu giám định Viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, kết quả cho thấy bộ xương kia là của nữ giới, nạn nhân cao khoảng 1m60, khi chết tuổi đời khoảng từ tầm 20-25. Thời gian được chôn cho đến khi phát hiện là khoảng 13-14 năm. Kết luận này khá trùng hợp với nhận định ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Càng điều tra, công an càng nhận định cái chết của nạn nhân này có vấn đề. Bởi trên đỉnh hộp sọ nạn nhân có vết nứt lớn ở giữa hai khớp nối. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu vết nứt này xuất hiện trong quá trình chôn cất hay do thời gian chôn dưới đất đã lâu nên xương bị nứt, hay là nạn nhân đã bị tác động lực mạnh vào đầu khi còn sống dẫn đến tử vong. Chính vì thế, công an tình nghi đây có thể là một vụ án mạng rồi phi tang xác. Tuy nhiên, để tìm hiểu chính xác nguyên nhân cái chết thì việc đầu tiên phải xác định được danh tính nạn nhân này là ai, họ đến từ đâu, mất tích hay là bị chết trong thời gian nào, đã bao lâu. Quá trình khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện bộ xương, ngoài chiếc chăn hoa, công an còn phát hiện một chiếc áo khoác ngoài có hoa văn. Do chiếc chăn và áo làm từ loại vải pha ni lông nên đã không bị phân hủy trong thời gian dài.
việc phát hiện bộ xương khô không rõ lai lịch trong khu đất cũ của xí nghiệp xây dựng đã khiến dư luận trên địa bàn xã Nghi Phú hoang mang, lo lắng. Thời điểm này, nhiều người dân cũng đã tập trung đến để theo dõi quá trình khám nghiệm, làm việc của công an. Trong số những người này có anh Nguyễn Văn Huệ, chú xóm 9, xã Nghi Phú. Khi chiếc áo được công an làm sạch, lộ ra những hoa văn nhỏ và màu sắc, anh Huệ giật mình vì nhớ lại ngày chị gái của anh mất tích cũng mặc chiếc áo tương tự như vậy. Anh Huệ sau đó trình bày sự việc với các chiến sĩ công an đang điều tra tại đây. Theo trình bày của anh Huệ, vào một buổi tối tháng 10 năm 1990, sau bữa cơm, chị Hiền xin phép đi gặp người yêu tên Thuận. Lúc này em trai chị Hiền cũng lẽo đẽo bám theo. Hai người đến khu lán trại thì gặp Thuận ở đây. Được một lúc, chị Hiền bảo em trai về, còn mình thì ở lại nói chuyện với Thuận. Suốt đêm đó, chị Hiền không quay về. Đến chiều hôm sau, sốt ruột quá, người em trai đến lán tìm Thuận để hỏi. Thuận rất ngạc nhiên và nói chị Hiền đã rời khỏi lán để về nhà lúc 10 giờ đêm. Việc chị Hiền đi đâu suốt từ thời điểm đó, Thuận không biết. Nghe thế vậy, em trai chị Hiền cũng lặng lẽ ra về. Những ngày sau đó, có lần Thuận rủ em trai chị Hiền đi dạo rồi hỏi chuyện. Một lần khác, Thuận tìm đến nhà chị Hiền. Thuận ngập ngừng nói với gia đình chị này rằng vào cái đêm ấy, chị Hiền đã lấy cắp hết tiền vàng của Thuận rồi bỏ đi. Nghe đến đây, người thân chị Hiền chỉ biết thở dài trong im lặng. Sau đợt ấy, Thuận không bao giờ quay lại nữa. Bản thân mẹ chị Hiền nhiều năm đi tìm con không có kết quả và được thầy bói phán chị Hiền vẫn đang sống sung túc thì đã yên lòng, chẳng đả động đến câu chuyện cũ. Những mảnh ký ức về cô con gái tuổi 20 lặng lẽ mờ dần theo vết thời gian. Tiến hành thu thập thông tin từ anh Huệ và điều tra, công an biết được thời điểm năm 1990, chị Hiền mới hơn 20 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với giám định về tuổi đời bộ xương. Thời gian chôn cất của bộ xương cũng được xác định khoảng 13-14 năm trước và trùng hợp với thời điểm chị Hiền mất tích. Thời điểm chị Hiền mất tích, cả xã Nghi Phú ai cũng biết. Gia đình chị đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được. Nhà chị Hiền chỉ cách khu đất xí nghiệp 572 cũ chừng vài chục mét. Về phía cơ quan công an, sau khi thu thập thông tin từ anh Huệ, cơ quan công an đã lấy mẫu móng tay của người này để tiến hành giám định ADN. Kết quả cho thấy anh Huệ và bộ xương kia có cùng huyết thống. Từ những thông tin, chứng cứ và kết quả giám định, công an xác định bộ xương tìm thấy trong khu đất của xí nghiệp 572 chính là của chị Hiền, người con gái đã mất tích 14 năm trước mà gia đình anh Huệ đã nhiều năm tìm kiếm. Các trinh sát xoáy sâu vào mối quan hệ của chị Hiền và Thuận thì được biết, sau thời gian yêu nhau khá đồng thắm, trước khi chị Hiền mất tích, giữa hai người nảy sinh những mâu thuẫn. Chị Hiền hay buồn, suy nghĩ, còn Thuận thường tránh mặt khi chị Hiền đến tìm. Có vẻ mối quan hệ của họ bắt đầu có những vết rạn, nhàn nhạt. Mục tiêu bây giờ là người đàn ông tên Thuận. Chỉ có anh ta mới lý giải và làm rõ phần nào về cái chết của chị Hiền cách đây 14 năm. Các trinh sát bắt đầu vào cuộc. Xí nghiệp 572 trước đây là một khu đất có hàng rào bao quanh, phòng trọ của Thuận lại nằm trong khu đất này. 14 năm sau, thi hài của Hiền lại tìm thấy ở chính nơi này. Vào năm 1990, Thuận chính là kỹ sư của xí nghiệp 572 thuộc công ty đường bộ số 8, còn nhà của Hiền ở cách trụ sở xí nghiệp này không xa. Hiền quen biết và dần trở nên thân thiết với chị Ngô Thị Thúy, chị gái của Thuận trong một vài lần đến xí nghiệp chơi. Thuận đẹp trai, khuôn mặt mang nét thư sinh, bảnh bao của trai thành phố. Hắn còn có cái tài ăn nói mà con gái thì vốn luôn yêu bằng tai. Chính vì vậy, sau một thời gian qua lại chơi với chị Thúy, Hiền đã phải lòng chàng kỹ sư trẻ tuổi kia. Ấy vậy mà vào cái buổi tối định mệnh đó, Hiền ngây ngô điểm trang thêm lên khuôn mặt vốn đã xinh xắn của mình, rồi đến tận láng trại của xí nghiệp để gặp người yêu. Kể từ đó, mãi mãi không trở lại. Nhận định được đối tượng tình nghi, thế nhưng ban chuyên án năm đó lại vấp phải một vấn đề vô cùng nan giải, đó là không có bất kỳ thông tin nào của người đàn ông tên Thuận này. Gia đình và em trai của Hiền chỉ biết rằng anh ta quê ở Hà Nội. Bên cạnh đó, xí nghiệp 572 đã giải thể từ lâu, công nhân viên của xí nghiệp đã tản mát khắp nơi, chẳng có ai còn giữ liên lạc với nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự phối hợp với công an Hà Nội đã bước đầu xác nhận được đối tượng tình nghi có tên đầy đủ là Ngô Xuân Thuận, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã tìm đến địa chỉ của Thuận và thật bất ngờ, hắn lại đang có mặt tại nhà
Mặc dù theo thông tin thu thập được trước đó thì Thuận đang thi công công trình ở Sơn La và ít nhất một tháng sau mới về Hà Nội. Có một điều kỳ lạ nữa, đó là vào chính hôm người ta phát hiện ra bộ hài cốt của Hiền, Thuận tự nhiên bị lên cơn sốt và đau đầu ghê gớm. Cơn đau đầu kỳ quái hành hạ hắn, sống dở chết dở, không thể làm việc được. Thuận phải xin chỉ huy công trường nghỉ việc về Hà Nội để khám bệnh. Vốn định về đến Hà Nội sẽ tới bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao, vừa về đến nhà thì hết đau đầu. Ít phút sau thì cơ quan chức năng có mặt tại nhà gã. Thuận được yêu cầu phối hợp điều tra về cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Hắn tỏ ra vô cùng hợp tác, thế nhưng trong lời khai của hắn có quá nhiều chi tiết mâu thuẫn và không trùng khớp với hiện trường cũng như kết quả giám định của cơ quan chức năng. Ban đầu hắn khai do bắt cá hai tay, thời điểm quen Hiền hắn cũng có quan hệ yêu đương với một cô gái khác. Trong một lần cô kia đến tìm gặp thì lại đúng lúc Hiền đang ở đó. Hắn bỏ đi sau khi cãi cọ với Hiền, về đến nơi thì đã thấy cô gái treo cổ tự sát. Vì quá sợ hãi nên đã đem xác của Hiền đi chôn ở bãi đất của xí nghiệp. Lời khai này không được ban chuyên án chấp nhận. Thuận lúc đó lại vẽ thêm một kịch bản khác. Sau khi Hiền phát hiện hắn lừa lọc mình, cả hai bên đã có tranh cãi, Hiền vùng vằng bỏ về, hắn cố giữ Hiền lại thì vô tình khiến cô ngã đập đầu vào bàn, dẫn đến tử vong. Do sợ hãi, Thuận liền mang xác cô gái trẻ đi chôn thay vì báo cáo với công an. Với kinh nghiệm và nghiệp vụ, ban chuyên án vẫn nhận ra nhiều sơ hở và yêu cầu Thuận phải thành khẩn khai báo. Thậm chí các thành viên của ban chuyên án còn dành thời gian tâm sự, khuyên nhủ, lúc này Thuận bỗng thay đổi hoàn toàn thái độ. 14 năm sau khi cô gái trẻ tên Hiền biến mất kỳ bí, Thuận nay đã có gia đình, vợ con đề huề. Đối mặt với việc hài cốt của Hiền đã được khai quật, hắn cuối cùng cũng cúi đầu xin một lần được ra mộ phần của người con gái đã từng yêu thương để thắp cho cô một nén hương. Cơ quan chức năng đồng ý với yêu cầu này của Thuận. Sau khi từ mộ phần của Hiền trở về, Thuận dường như điềm tĩnh hơn. Hắn cúi đầu thành thật kể lại toàn bộ sự thật mà hắn đã cố gắng chôn vùi suốt 14 năm trời ròng rã. Ngày hắn và Hiền còn mặn nồng, chuyện tình cảm đôi lứa cứ thế mà bén lửa. Chính vì vậy, cái đêm hôm đó, khi Hiền tìm đến tận láng trại, nói với hắn về cái thai trong bụng và đòi hỏi hắn phải cưới si đàng hoàng. Dù chẳng biết liệu Hiền có dọa mình hay không, Thuận cũng vô cùng hoảng loạn. Thuận vốn chẳng muốn lập gia tề thất vào thời điểm đó, lại càng không muốn phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng Hiền. Tương lai hắn còn đang rộng mở phía trước, hắn lẽ nào lại muốn nên duyên vợ chồng với một cô thôn nữ khi mà công danh sự nghiệp vẫn đang đón đợi hắn. Nhận thấy người yêu không muốn chịu trách nhiệm, Hiền và Thuận đã xảy ra xô xát. Hắn đẩy Hiền ngã đập đầu vào thành giường, cô gái trẻ tử vong thương tâm. Thuận ngay lập tức lấy chăn hoa bọc xác Hiền rồi đem chôn ngay tại khu đất của xí nghiệp. Sáng hôm sau, chị Thúy, vốn là cấp dưỡng của xí nghiệp 572, khi đang tăng gia sản xuất nông nghiệp thì phát hiện thấy một khu đất có nước màu đỏ như máu đùn lên. Lấy làm lạ, chị liền kể với em trai, nhưng chỉ thấy cậu ta im lặng không đáp lời. Sau đó Thuận quay lại vị trí đã chôn xác Hiền, cố gắng tìm cách che đậy kỹ hơn để tránh việc bị phát hiện. Mọi việc gần như hoàn hảo, không ai hay biết gì về tung tích của Hiền. Gia đình cô gái trẻ cũng có vài phần tủi hổ vì con gái đã lấy trộm tiền của người ta, mà cũng vì tin rằng con mình đã đi sang Trung Quốc làm ăn thật. Mọi chuyện cứ thế dần trôi và quên lãng. Thế nhưng tội ác đó có thể giấu được cả thế gian, nhưng vẫn có trời biết, đất biết và chính bản thân Thuận biết rõ hơn ai hết. Hắn ngày ngày làm việc và sinh sống ngay trên khu đất mà hắn chôn xác Hiền, khiến hắn không khi nào được an yên trong lòng. Thuận quyết định xin thôi việc để về Hà Nội. Ấy vậy mà về đến nhà mình, mỗi ngày trôi qua, Thuận cứ sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của Hiền, về tội ác mà mình đã chôn vùi trong bãi đất đó. Sự thấp thỏm, nỗi âu lo, cảm giác tội lỗi dâng lên, khiến hắn cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Cuối cùng, hắn đã nói với chị Thúy sự thật về vũng nước có màu đỏ như máu mà chị Thúy đã từng nhìn thấy ở khu đất xí nghiệp 572. Thế nhưng, hắn giấu nhẹm nguyên nhân cái chết của Hiền. Thay vào đó, hắn nói Hiền lên cơn đau tim và chết ngay trong phòng hắn. Quá hoảng loạn nên hắn đã làm ra điều dại dột. Chị Thúy thuật lại sự việc với mẹ mình. Người mẹ già phần vì thương con dại cái mang, phần vì tin tưởng rằng Hiền thật sự chết do bệnh lý, nên đã tìm cách để giúp con trai thoát khỏi ám ảnh dai dẳng này.
Khoảng thời gian sau đó, tại ngôi chùa ở xã Mậu Chử, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, có người phụ nữ đứng tuổi đã dắt theo cậu con trai Khôi Ngô Tuấn Tú đến tại ngôi chùa ở xã Mậu Chử, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để làm lễ cầu siêu cho một cô gái bị chết oan. Sư thầy của chùa ấn tượng đặc biệt với hai mẹ con chàng trai trẻ này, bởi lẽ suốt buổi lễ, anh ta chỉ im lặng cúi đầu, phải gặng hỏi mãi mới trả lời cô gái chết oan đó tên là Hiền, mất vào năm 1990 ở xã Nghi Phú, tỉnh Nghệ An, khi chết chỉ được cuốn trong một chiếc chăn hoa. Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã gặp một người bán hàng cung cấp những thông tin quan trọng. Đó là người khách hàng từng làm ở xí nghiệp 572, trong lần quay lại Nghi Phú đã kể lại rằng anh gặp được một vị sư thầy tại ngôi chùa ở Mậu Chử, Hà Nam. Vị sư thầy đã hỏi anh rằng anh có biết một cô gái tên là Hiền ở Nghi Phú, Nghệ An bị chết oan như thế nào không? Vì sao cô lại chỉ được chôn trong một chiếc chăn hoa? Khách hàng này trong lần ghé lại Nghi Phú đã hỏi người bán hàng có biết về sự việc này không? Tuy nhiên, lúc ấy chưa ai biết về cái chết của Hiền, càng chẳng thể nào biết câu chuyện về chiếc chăn hoa, nên cũng ít người bận tâm đến câu hỏi của người khách hàng đó. Mãi cho đến ngày người ta phát hiện được bộ xương trong chiếc chăn hoa. Năm 1993, Thuận đỗ vào trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Năm 1998, Thuận tốt nghiệp đại học và về làm việc tại công ty 892 thuộc Tổng Công ty Công trình Giao thông 8. Cho đến tháng 5 năm 2002 thì chuyển công tác sang Công ty Công trình Xây dựng thuộc Liên hiệp Đường sắt, nay là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Thuận đã xày công đến như vậy để tạo cho mình một vỏ bọc gần như hoàn hảo trong suốt 14 năm để che đi tội ác động trời của mình. Công an tỉnh Nghệ An tiến hành thực nghiệm điều tra đối tượng Ngô Xuân Thuận với hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hiền. Tội danh của Thuận được xác định là vô ý làm chết người. Tuy nhiên, với tội danh này, theo quy định của Bộ Luật Hình sự, đến năm 2004 đã hết hiệu lực khởi tố. Ngô Xuân Thuận vì vậy vẫn tại ngoại và không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội ác của mình. Thế nhưng, tòa án lương tâm thì không buông tha cho hành vi tày trời của hắn. Hắn phải sống suốt những năm tháng dài ròng rã trong thấp thỏm, sợ hãi và sự hối hận tận cùng về hành vi của mình. Gã trai bạc tình đó chưa một ngày được sống an yên trong lòng. Thưa quý vị và các bạn, có những bí mật động trời mà chủ nhân của chúng đã dùng tất cả những vỏ bọc hoàn hảo nhất để che đậy, giấu giếm. Thế nhưng dù có che mắt hết thảy mọi người, thì những tội ác đó vẫn có trời biết, đất biết. Và quan trọng là chính bản thân người đó biết rõ. Thời gian có thể biến kẻ có tội thành vô tội, khiến tội trạng cao ngất trở thành tráng án, nhưng tòa án lương tâm thì chẳng để sót ai bao giờ. Và bản án lương tâm bao giờ cũng là bản án nặng nề nhất, sẽ đeo đẳng những kẻ thù ác cho đến hết cuộc đời. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.